Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đèn LED COT dành cho VIOS 219. Đây mình sẽ dùng cái loại đèn LED này đây. Cái này mình đặt mua giá chỉ hơn 400 ngàn thôi mà dùng rất bền. Mình sẽ để cái link đặt mua ở phần mô tả, các bạn vô tham khảo. Các bạn nên nhớ chọn cái chân là H11 nha. Đèn LED cho VIOS 219, cái chân là H11. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn cách gắn đèn pha COT cho VIOS 219. Dây này dây mát nè, đèn nè, dây này dây mát nè, cứ dây dây sọc đen nè, dây mát cứ là đầu cộng trừ, trên đèn mình có ghi cộng trừ đó, thì theo hướng là dây đen nè, dây màu đen này nè là dây lửa đó, thêm vô. Ok, cái này thì chút xíu mình cố định cái dây gút sao. Để em đèn pin nè, thấy không? Mở đèn thì cứ xoay theo gì nè, xoay theo chiều đó, xoay theo chiều dẫn được chiều đồng hồ nó ra, xác định cái ngàm vuông nè, ghim cái ngàm vuông và hai cái ngàm xéo, vuông mình để vào trong, xoay ngược lại kim đồng hồ lại vô, cái này mình đã ghim sẵn nè, dây lửa nè, dây mát, xíu mình cố định vô, giờ dư gì cố định dây rút dây vô nha anh thật. Rút vô đây nha, cho nó chết một chỗ ha. Ha. Bây giờ mình sẽ thử cái độ sáng của cái đèn LED COT này. LED COT màu trắng vàng. Vì đèn LED mí của mình màu xanh, bị vậy nhìn trên hình nó ra hơi màu xanh, chứ ở ngoài ra màu trắng vàng, rất dễ nhìn. Ánh sáng chiếu của nó là ánh sáng gom lại, bởi vì không gây khó chịu cho người đi đối diện. Trong video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm chìa khóa gập và sao chép dữ liệu chìa khóa cho VIOS 2019. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn.